độc lạ cặp mai vàng nổi vảy rồng giá 700 triệu đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang tin nhanh tin tức dân trí. Tại chợ hoa Kiểng An Giang năm nay, lượng mai vàng hội tụ phong phú. Nhiều cây mai khủng có giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, trong đó người dân chú ý đến cặp mai thân nổi vảy rồng độc lạ. Chủ nhân cặp mai vàng có dáng độc lạ này là của anh Tâm ở Vĩnh Long. Chủ nhân cặp mai cho biết, cặp mai này được người chủ cũ trồng trong một đoạn ống cống to và dài để nuôi bộ rễ dài. Chính nhờ vậy mà cây mai nổi bộ rễ như vảy rồng. Anh Tâm cho biết, vì mê cặp mai có bộ rễ và thân nổi vảy rồng này, anh đã cất công đeo đuổi nhiều năm. Đến năm 2020, anh Tâm mới thuyết phục được chủ cây bán lại. Sau đó, anh cắt tỉa cành nhỏ ở bộ rễ và thân trên, tạo dáng để mang đến chợ hoa Kiểng Long Xuyên bán. Hiện anh Tâm giao bán cặp mai với giá 700 triệu đồng. Nhiều người đến xem cặp mai tỏ ra bất ngờ và cho biết lần đầu tiên thấy thân cây mai nổi vảy độc đáo như vậy. Tuy nhiên cũng có nhiều người cho rằng vảy rồng ở đây chỉ là do bàn tay có con người tác động vào. Trong số 2 cây trên, một cây đã trên 70 năm tuổi, được ra giá 400 triệu đồng. Cây mai có 3 phần rõ rệt, phần rễ chùm uốn lượn độc đáo, phần thân nổi vảy rồng và phần cành nhánh trên cùng được tạo dáng theo hình tháp. Cây mai thứ 2 thì nhỏ hơn, được giao bán với giá 300 triệu đồng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Quý vị đừng quên bật chuông thông báo kênh Tin Tức Dân Trí để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày.